Đây là cái khu nhà hàng ăn uống cho những ai đến đây tham quan. Cái khu nhà hàng tên là Salvador Dali đó. Khu này khu nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Nên là những cái hình tượng bằng bằng sắt, nó hình tượng bằng sắt, nó là cái nó những cái hình tượng bằng sắt từ 109 đến 210 cm, giá trị khoảng 150 đô la cho một cái. Hình như là nó cũng chẳng có gì nhưng mà thấy nó ngộ nghĩnh vậy đó, là lạ. Còn đây là những cái thùng rượu nè, nó làm cái bàn ăn cơm, bàn ăn ngoài trời đó. Phía kia là cái thung lũng, phía kia là cái thung lũng người ta trồng nho, vườn nho. Thung lũng ở dưới à, khu đó người ta trồng nho gì đó, rất là nho nho không. Đây là những cái hình dàn nhạc ngộ nghĩnh. Giờ mình đi xuống lên cánh đồng nho đó, thấy các bạn thấy không? Cái đồng nho như thung lũng ở dưới nho không. Ở đây là cách thành phố khoảng 35 cây số thôi nha. Cách thành phố khoảng 35 cây số về hướng nam. Toàn bộ cánh đồng nho nè, xe khách du lịch họ đến đây rất là đông. Nè, cánh đồng nho nè, các bạn thấy cánh đồng nho không? Cây khô đó là cái là nho nha các bạn, nho người ta làm rượu. Cái mùa nho là mùa mùa hè bên đây rất là nhiều nhiều nho. Nho xanh và nho đỏ. Nho đỏ thì làm rượu. Đó, mà phía dưới thôi, nguyên cánh đồng nho ở dưới. Cánh đồng nho không. Các bạn thấy là cái vườn nho đó, cánh đồng nho đây nè. Mùa đông này thấy nó người ta lặt lá hết, lá nó rụng hết, khô nó rụng hết. Nó là nguyên cánh đồng nho luôn. Đây là trên vùng chung quanh cái miền núi phía nam của miền nước Úc. Cánh đồng nho rộng bao la luôn. Khu này là khu nổi tiếng McLaren, McLaren. Cánh đồng nho mình tưởng cánh đồng nho chết nhưng không phải cánh đồng nho chết nha các bạn. Cánh đồng nho này là vào giờ nó chỉ có xuất vào tháng 10, tháng 11, tháng 12 á là nó mới hồi sinh vào mùa đông, cho nên lá nó rụng hết.
cánh đồng nhỏ. Ở bên kia là cái khu mà người ta chế khu mà thu hoạch nho, là con vẫn là cái nhà bên kia là cái để người ta trữ lượng nho và rượu nho đó, mấy cái bồn nho bên kia đó là người ta làm trữ lượng nho rượu. Nó cái khu này là khu nổi tiếng. Rất có nhiều người ta đi tham quan du lịch bữa nay. Trời rất là đẹp. Chào các bạn, đây là cái hình clip chỗ tham quan cách thành phố khoảng 35 cây số về hướng nam. Đây là chỗ tham quan và nhà kiến bằng clip. Và ở đây có những cái vườn nho đó, đây là vườn nho nổi tiếng ở miền Nam nước Úc, khu trồng nho. Đây là vườn nho, phía sau là vườn nho đó, mấy cái cây khô đó là nho vào mùa đông đó, vườn nho mùa đông. Hôm nay khách du lịch đến đây rất là đông. Trời nắng đẹp. Bây giờ chuẩn bị đi về. Giờ đi về, giờ đang lái xe đi về. Đây là cái ngõ, cái đường đi về lại thành phố. Hai bên là đó, các bạn thấy hai bên đó là vườn nho đó. Hai bên cái hai bên bên phải bên trái đó, cái đường đi ra đó, là cái khu vườn nho đó, vườn nho. Khu này nổi tiếng với người ta trồng nho để làm rượu đỏ, rượu chát. Cái cây đen, cây mà các bạn thấy nó màu đen đó, là không phải là cây chết đâu nha. Nó là tất cả những nó, mùa đây hiện tại thì nó đang là mùa đông đó. Cho nên nó thấy nó chuỗi lá, nó rụng lá đó. Bây giờ tạm biệt. Tạm biệt.